Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạc An Giang. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho bạn là chức năng hoạt động của bơm tăng tốc trên cái bình xăng con xe tay ga các bạn. Thì các bạn đối với xe tay ga đó, thì cái bơm tăng tốc này nè các bạn. Đó, thì ngày trước á, thì đa số là nó ở những dòng xe tay ga cấp cao. Đó, những dòng xe tay ga phần khối lớn đó các bạn. Đó, thì chạy không có đủ xăng hay chạy tốc độ không đủ xăng, cho nên nhà sản xuất người ta thiết kế cho mình một cái bơm tăng tốc. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn là chức năng hoạt động của bơm tăng tốc này ha. Đó, tuy nhiên thì bây giờ mình thấy có rất nhiều xe tay ga 50 các bạn. Đó, quẳng lắp đặt cái bơm tăng tốc này trên bình xăng con ha. Đó. Đây là xe tay ga 50 nè các bạn. Đó, thì chức năng hoạt động của bơm tăng tốc là như thế nào? Bơm tăng tốc này nè các bạn, thì nó hoạt động ở chế độ mà khi mà các bạn chạy ở tốc độ cao, các bạn lên ga đột ngột thì nó sẽ phun thêm một cái lượng xăng, phun vô cái lượng xăng ở cái phần đây nè các bạn, ở cái cổ hút này nè, nó để mà cho cái xe của mình á, nó chạy là nó không thiếu xăng ha, chạy tốc độ cao khi bạn lên ga đột ngột. Đó. Còn nếu mà khi mà các bạn lên ga mà đột ngột á, lên ga gấp á, nó không có bơm tăng tốc này nè các bạn, thì nó chạy không được ha, nó sẽ bị hợp liền đối với xe tay ga ha. Đó. Thì bởi vì người ta mới thiết kế cái bơm tăng tốc này các bạn thấy không? Đó. Thì mình sẽ lên ga cho bạn xem cái bơm tăng tốc này, nó sẽ hoạt động nè. Các bạn thấy lên ga không? Đó. Khi mà các bạn lên ga bình thường gì thì cái bơm không hoạt động, không hoạt động đâu. Khi mà các bạn lên ga đột ngột là các bạn lên ga mạnh nè. Nó các bạn thấy lên ga cao gì nè, thấy không? Thì lúc này cái bơm tăng tốc này ở đây nè, nó sẽ phun cho mình một cái lượng xăng ở đây để cung cấp xăng cho xe của mình chạy tốc độ cao không bao giờ hợp ha. Đó. Bởi vì đối với bình xăng con mà xe tay ga đó các bạn thấy có nhiều xe không? Chế bình xăng nó quay ghim vô chạy, thì tuy nhiên là mình nói là chạy được thôi nhưng mà chạy không bao giờ đạt các bạn. Đó, chạy không bao giờ đạt nha. Đó, thứ nhất là các bạn chạy ở tốc độ cao thì các bạn chạy không bao giờ mà nó sẽ đạt được. Các bạn chạy ở cái tốc độ bình thường đó, ví dụ chạy 450 nó sẽ chụp thôi, chứ chạy tốc độ cao là nó sẽ thiếu xăng. Và nó, khi mà mình xe mà mình chế bình xăng quay ghim thì chạy nó sẽ bị nóng máy các bạn. Nó sẽ tình trạng nó nóng máy, phải không? Bởi vì các bạn thấy không, khi mà bình xăng con xe tay ga này người ta thiết kế cái bình xăng con rồi, mà người ta thấy nguyên nhân là người ta thiết kế thêm cái bơm tăng tốc, là nó là nguyên nhân là như vậy. Chạy tốc độ cao nó sẽ thiếu xăng đó. Bởi vì có nhiều xe mà Adela đó các bạn, Adela hoặc là một số xe đó là chế bình xăng con quay ghim đó ha, là chạy ở tốc độ thấp thôi các bạn, chạy tốc độ cao là không đạt nha. Nó nguyên nhân là xe có bơm tăng tốc, không bơm tăng tốc là như vậy. Thì các bạn thấy chiếc xe này nè, là chiếc xe 50 ha. Đó, chiếc xe 50 nè. Nhưng mà người ta thiết kế các bạn, nó thiết kế không thua gì cái xe đời mới dòng cao luôn các bạn thấy không? Nó đồng hồ, nó đồng hồ LED ha. Nó có cảm biến tốc độ luôn các bạn, không xài km nè. Các bạn thấy xe này không? Đó, đây, xài cảm biến tốc độ luôn các bạn. Giống như chiếc Nô luôn nè. Các bạn thấy không? Đó. Rồi mình cũng chia sẻ với bạn thêm, nếu như có một số xe ngày trước đó các bạn, một số xe ngày trước á là nó chạy những cái xe mà tay ga mà cấp cao đó ha, những cái xe tay ga cấp cao đó, mà chạy nó hao xăng thì á, tất cả của chú anh chị có thể là bỏ cái bơm tăng tốc này ra, mình không xài nữa, tức là mình không xài nữa, mình không chạy tốc độ cao, thì mình có thể bỏ cái bơm tăng tốc này ra ha, mình tháo bỏ cái bơm tăng tốc này ra thì nó sẽ tiết kiệm xăng nha. Nó sẽ tiết kiệm xăng, nó không có hao xăng nữa. Nó không sao hết trơn. Bơm tăng tốc này vẫn tháo ra bỏ bình thường ha. Đó. Muốn để thì để, muốn bỏ thì bỏ. Bỏ thì mình sẽ tháo cái này ra nè. Mình sẽ không cho cái cần này hoạt động nữa thì bơm tăng tốc không hoạt động ha. Thì nó chạy vẫn bình thường thôi, không có gì chứ ha. Cái đó là cách để mà xử lý đối với số xe mà nó có bơm tăng tốc mà nó hao xăng đó. Rồi, chào bạn Giang ha. Video mình đã kết thúc. Bạn xem video mình thấy ok, nhớ cho một like và cứ ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn.